Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại với căn nhà đất Trang Anh nhá. Hôm nay em đi quay và giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà giá rẻ nằm ngay vị trí là trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Và từ căn nhà này mình di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 hay là quận 6 mất từ 30 cho đến là 35 phút chạy xe nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này này có diện tích là bề ngang là 4m, dài là 6m, một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đặc biệt căn nhà này có hai góc hai mặt tiền nha cô chú anh chị. Có lan can trên này rất là rộng rãi này cô chị, thấy không? Đó, căn nhà này á, là nằm ngay vị trí ở trung tâm thị trấn Cần Giuộc. Và từ vị trí này mình di chuyển ra ngoài cái đường DT835 á, là khoảng tầm 150m thôi. Và đường trước nhà đây là đường 3,5m nha cô chú nhỉ. Đường xe hơi mình vào được tận nơi luôn. Xe hơi nhỏ thôi nha cô chú nhỉ. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết căn nhà này cho cô chú anh chị mình cùng coi nhé. Căn nhà thiết kế theo phong cách là mái bằng nha cô chú anh chị. Một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đặc biệt căn nhà này có góc hai mặt tiền thoáng mát luôn nha cô chú chị mình ơi. Khu dân cư thì đông đúc này. Đường trước nhà là đường xe hơi mình vào tận nơi. Và từ vị trí này mình di chuyển ra ngoài đường DT835 ngã tư Gia Bảo chỉ mất khoảng là 150m thôi. Và cách ngã tư Gia Bảo khoảng tầm là 1,5 cây. Rồi mình di chuyển về quận 8 thì mất khoảng tầm là 30-35 phút chạy xe thôi nha. Trước mái hiên của căn nhà này á, thì đã được làm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt kéo ngang qua và một lớp cửa sắt bốn cánh. Mình di chuyển vào trong phòng khách của mình nha cô chú nhỉ. Đó, thì đây là lớp cửa sắt kéo ngang này. Ngoài này có cái đồng hồ nước, cửa sắt bốn cánh. Mình di chuyển vào trong phòng khách. Ngoài pano này được ốp gạch tường cao lên đến pano luôn. Có một cái đèn led để ánh sáng về ban đêm ở khu vực này ha. Rồi mình di chuyển vào phòng khách nha. Phòng khách thì rộng rãi này. Mình bỏ được một bộ sofa. Đó, trần thạch cao, đèn led âm trần. Căn nhà góc thì nó có cửa sổ bên hông nha cô chú chị. Tặng cho cô chú chị mình bộ rèm này luôn. Đó, đây thì cũng có bộ rèm này. Đó, ngoài cửa chính và cửa sổ đều có bộ rèm hết. Rồi mình di chuyển vào đây là cái phòng bếp này cô chú chị. Có tủ bếp dưới, tủ bếp trên. Chất liệu là bằng nhôm giả gỗ nha cô chú chị mình. Mặt bếp thì bằng đá hoa cương. Trên này đã được ốp gạch luôn rồi để dễ dàng lau chùi nha cô chú chị. Bồn nước inox 304 chống reset. Đó. Bên này là cái phòng vệ sinh dưới tầng trệt nha cô chú. Có một cái bồn cầu, một cái ống nước vào, ống nước ra để cô chú chị về mình bỏ máy giặt ở khu vực này ha. Vòi sen này. Ốp gạch tường cao lên khoảng 1,8m. Nằm dưới chân cầu thang để tiết kiệm diện tích nha. Ở dưới này có một cái vòi rửa nữa thì để cho cô chú về mình rửa ráy ở khu vực này luôn ha. Rồi đây là cái cầu thang gỗ, mình di chuyển lên trên lầu. Các bậc cầu thang thì bên em ốp đá hoa cương hết. Với diện tích là ngang 4m, dài 7m. Các bậc cầu thang này bên em thiết kế rất là vừa bậc luôn. Mình di chuyển lên xuống rất là dễ dàng. Có đèn trợ sáng ở khu vực cầu thang này. Để em mở lên. Đó, đèn trợ sáng. Và trên lầu 1 này có thiết kế là 2 phòng ngủ và có một nhà vệ sinh nha cô chú nhỉ. Đây là cái phòng vệ sinh đây. Có một cái bồn cầu, một cái lavabo, một cái vòi sen. Ốp đặt tường cao lên 2m luôn. Trần là trần thạch cao nha. Cửa nhôm, mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Bên này là cái phòng ngủ, cửa gỗ, mình di chuyển vào trong phòng ngủ này nha. Phòng ngủ này có cửa sổ lên sáng lấy gió luôn nha cô chú chị. Trần thạch cao. Rồi bây giờ sẽ qua cái phòng thứ hai. Cửa gỗ luôn, di chuyển vào trong phòng của mình nha. Phòng thứ hai rộng rãi này, cô chú chị về mình bỏ được một cái giường ở khu vực này ha. Một cái tủ quần áo nữa. Có cửa sổ và một cửa đi ra ban công. Có một cái đèn huỳnh quang lấy ánh sáng ở khu vực này ha. Và căn nhà này á, là giá rất là rẻ luôn, nó chỉ là 570 triệu thôi, thương lượng chính chủ nha cô chú chị. Đây là cái ban công để cô chú chị về mình phơi quần áo cũng được. Đã làm mái tình chế ra đây ở khu vực này rồi, treo những cái cây kiểng ở khu vực này cũng được nha. Đó, ban công. Và căn nhà này có diện tích là ngang 4m, dài 7m, được thiết kế là một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Căn nhà này được tọa lạc ngay vị trí là ngã tư Gia Bảo, gần siêu thị Cóc Mắc Cần Giuộc. Và căn nhà này cách siêu thị Cóc Mắc Cần Giuộc và
chợ là từ 700 cho đến là một cây số thôi nha cô chú anh chị. Trong bán kính này tiện ích đầy đủ luôn. Rồi cô chú anh chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như vậy thì mình hãy liên hệ đến số trên màn hình nha. Và mình đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà, nhiều đất mới ở khu vực Tân Kim, Bình Chánh nha cô chú anh chị. Xin chào.